Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng đại bại, 10 năm đặt bẫy, chuột càng sinh sôi và càng phàm ăn hơn. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2014, khi đó, thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản của quan chức. Chỉ thị này được ban hành như một loại luật, có thể tạm gọi là luật bẫy chuột. Bởi chỉ thị này được ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong lúc đối thủ chính trị của ông đang mang tài tiếng về tham nhũng, làm dân chúng bất mãn rất lớn. Tài sản của quan chức là tài sản tham ô mà có. Kiểm tra tài sản và truy ra nguồn gốc thì e là quan chức nào cũng bị dính. Chỉ cần lấy tài sản nổi của quan chức mà chia cho mức lương họ nhận được thì ra ngay mà thôi. Ít thì cũng bằng 100 năm tiền lương, mà nhiều có thể lên đến hàng ngàn năm tiền lương chứ chẳng chơi. Đây là hình ảnh kê khai tài sản quan chức, một chính sách thất bại toàn diện. Từ khi ký ban hành chỉ thị số 33 thì lại xuất hiện nhiều quan chức xây biệt phủ bằng buôn chổi đót, hoặc xây biệt phủ bằng chạy xe ôm và xây biệt phủ tiếp bằng cách làm thối bóng tay vân vân. Hàng loạt quan chức có tài sản bất minh không hề giải trình hợp lý, nhưng chưa thấy Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý trường hợp nào đến nơi đến chốn cả. Đấy là thất bại thảm hại cho cái gọi là chỉ thị số 33 mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành cách đây 9 năm. Mới đây, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, đã ký ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chỉ thị số 33. Mục đích của việc này là nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 10 năm thực hiện chỉ thị số 33. Có thể nói chỉ thị số 33 là một chỉ thị thất bại ê chề. Vì thế mà ông Trạc mới thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, để thay thế cho chỉ thị số 33. Thực ra chỉ thị số 33 chỉ là văn bản, vấn đề là người đứng đầu chỉ đạo thực hiện nó như thế nào đây. Dù cho có viết lại và công tác chỉ đạo yếu kém thì tình hình vẫn như thế. Cho nên vấn đề không phải là viết lại mà thay đổi cách thực hiện. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc đang cho soạn chỉ thị thay thế chỉ thị 33 của Bộ Chính trị. Từ khi chỉ thị 33 ra đời thì chuột ngày càng nhiều và càng to hơn trước. Trước đây tham quan, tham nhũng vài trăm tỷ là lớn, nay tham nhũng cả ngàn tỷ không phải là hiếm nữa. Ló ông Trọng dựng lên đốt mãi mà vẫn không hết củi thì điều đó cũng chứng minh hùng hồn cho thấy thất bại của chỉ thị 33 nó đến như thế nào. Thông thường để bẫy được chuột thì người ta phải dùng mồi để dụ, tuy nhiên bẫy dởm không diệt được chuột thì kết quả là chuột đớp mất mồi. Giết rồi chuột không sợ bẫy nữa và cứ thấy bẫy là chúng lại tìm cách vớ lấy mồi. Loại bẫy như thế chỉ làm cho chuột thêm no bụng và sinh sôi nảy nở ngày thêm nhiều. Ở Việt Nam, vị trí như Nguyễn Phú Trọng được xem như là vua. Ông Trọng sẽ không bị ai đánh giá năng lực, không ai có thể kỷ luật ông vì ông đã để cho chuột sinh sôi nảy nở nhiều đến thế. Đánh chuột chỉ là phần ngọn, không cho chuột tồn tại mới là cái gốc. Việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là công việc nuôi gốc hớt ngọn. Nếu cứ cách làm như thế này mãi, không bao giờ diệt được tham nhũng và những đàn chuột kia. Đây là hình ảnh 10 năm bẫy chuột, ông Nguyễn Phú Trọng để lại chuột lộng hành hơn trước. Khi nào còn sự lãnh đạo của Đảng thì tham nhũng vẫn tồn tại. Bởi với mức lương chết đói mà Đảng Cộng sản trả cho người làm quan chỉ ngang bằng lương của thợ hồ. Tuy nhiên, thợ hồ thì sống ngày hai bữa còn khó, nhưng quan chức thì nhà lầu và ô tô đắt tiền nhàn nhã. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đủ thứ văn bản chống tham nhũng, nhưng trong cơ chế có vô số kẽ hở để quan chức trục lợi. Vì thế, việc chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ như công dã tràng, không bao giờ thực hiện cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Ông Tổng bại, 10 năm đặt bẫy chuột, chuột càng sinh sôi và phàm ăn hơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chàng công tử bột có số hưởng.
đúng như tin đồn, chiều ngày 1 tháng 3, Trung ương Đảng đã họp bất thường bầu Chủ tịch nước. Thực ra, dự định là ngày 27 tháng 2, nhưng sau đó lại rời lại sang ngày 1 tháng 3 và cũng chỉ là thủ tục. Trung ương Đảng đã gật đầu những gì Bộ Chính trị quyết trước đó, Võ Văn Thưởng trở thành tân Chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng hiện là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất, chỉ mới 53 tuổi. Ông Thưởng nắm danh hiệu Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất đã hai nhiệm kỳ mà chưa có ai phá vỡ được kỷ lục này. Vào năm 2016, ông Võ Văn Thưởng vào Bộ Chính trị khi ông mới có 46 tuổi. Theo đánh giá của một số nhà phân tích, ông Võ Văn Thưởng lành tính, không đối đầu với ai. Ông thuộc diện được đặt đâu thì ngồi yên phận chỗ đấy, sức chiến đấu kém. Tuy nhiên, con đường quan lộ của ông thì cứ thẳng tắp và không hề có một vết gợn gì. Là con người tiến thân bằng con đường dọn sẵn, cho đến nay khuôn mặt của ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là khá thư sinh so với những khuôn mặt khác trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước khi mới 53 tuổi. Làm chính trị bằng con đường đoàn đội là cách mà rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản ưa chuộng. Họ thường gửi gắm con cái vào đấy để rồi trèo lên các vị trí cao nhất trong Trung ương Đoàn. Khi đó mặc nhiên sẽ được vào Trung ương Đảng và chính thức cho sự nghiệp chính trị. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã gửi con út là Nguyễn Minh Chiết vào tỉnh đoàn Bình Định, rồi sau đó là Trung ương Đoàn. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi cậu con trai là ông Nguyễn Xuân Hiếu vào tỉnh đoàn Bắc Giang. Một môi trường chính trị trong Đảng Cộng sản sẽ gồm hai phần, đoàn và đảng. Trong Trung ương Đảng, sự cạnh tranh thì quá khốc liệt, khiến cho những hạt giống đỏ có sức chiến đấu kém dễ bị rớt đài. Tuy nhiên, trong Trung ương Đoàn thì sự cạnh tranh ít khốc liệt hơn, nên những người có sức chiến đấu kém thường được bố mẹ gửi vào đấy trước tiên. Hai người con trai của Nguyễn Tấn Dũng đã được chia làm hai hướng khác nhau. Nguyễn Thanh Nghị thì vào thẳng Trung ương Đảng, còn cậu út Nguyễn Minh Chiết hiền hơn thì vào Trung ương Đoàn. Con đường vào đoàn cũng rất có triển vọng. Nhiều quan chức trưởng thành từ đoàn như ông Hồ Đức Việt, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư v.v. Còn những ủy viên Trung ương Đảng từng đi lên từ đoàn cũng rất nhiều. Đây là hình ảnh, dù nhỏ hơn 6 tuổi nhưng chồng Nguyễn Thanh Nghị còn cứng cáp hơn cả Võ Văn Thưởng. Môi trường đoàn được xem là môi trường dọn sẵn, dễ đi mà lại triển vọng leo cao. Ông Võ Văn Thưởng gắn bó với tổ chức đoàn trường từ hồi sinh viên, sau đó vào thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và vào Trung ương Đoàn với vị trí lập bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Nhiệm kỳ 2006-2011, rồi sau đó ông Thưởng đã nhảy qua những vị trí cao hơn với tốc độ rất nhanh. Ông làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi chỉ có 2 năm 247 ngày, sau đó là phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 năm 295 ngày. Làm trưởng ban tuyên giáo một nhiệm kỳ, sau đó lên chiếc ghế thường trực ban bí thư. Ông Thưởng ở ghế thường trực ban bí thư chỉ mới 2 năm đã chuẩn bị lên ghế chủ tịch nước. Có thể nói sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng thực sự chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ kinh qua những vị trí trong thời gian rất ngắn rồi tiến thân tiếp. Gần như ông Thưởng không gặp bất kỳ trở ngại nào trên con đường quan lộ của mình. So sánh sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Thanh Nghị thì Võ Văn Thưởng tiến còn nhanh hơn ông Nguyễn Thanh Nghị. Ở tuổi của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay, Võ Văn Thưởng đã là Ủy viên Bộ Chính trị. Vì thế có người nhận xét rằng nhìn mặt Võ Văn Thưởng còn thư sinh hơn mặt của Nguyễn Thanh Nghị. Đây là hình ảnh từ khi ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, chiếc ghế này luôn gặp sóng gió. Anh chàng công tử bột Võ Văn Thưởng đi lên một cách bình yên trong một môi trường chính trị mà đồng chí không ngần ngại thuốc nhau để tranh ghế. Thì đấy là một hiện tượng rất bất thường. Đến nay người ta đặt câu hỏi rằng Võ Văn Thưởng là con ai mà có số hưởng như công tử, được cha mẹ dọn sắt sự nghiệp đến như vậy. Câu hỏi này là câu hỏi không có câu trả lời, bởi đồng chí Võ Văn Thưởng là con đồng chí nào thì chỉ có Đảng mới biết, ông Thưởng cũng biết. Và nhờ đó ông Thưởng cứ tự nhiên mà hưởng, bất chấp những người khác có nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng không thể sánh bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chàng công tử bột
có số hưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.